Rồi, hello anh em ha. Bây giờ mình sẽ cho em nó bay như thế nào. Bây giờ là cái đầu máy rồi. Giờ bay lên. Rồi, cho tay chứa đi anh em ha. Rồi, tín hiệu truyền dữ liệu rất là tốt anh em ha. Quay qua cái chỗ tín hiệu nè, rất là tốt. Ok, cho bay lên đây ha. Từ từ thôi. Ok. Rồi, đi qua. Rồi, ở độ cao này thì như là hứa nha anh em, mình sẽ test em này xem em bay như thế nào. Rồi, mình cho em bay ở độ cao 50m anh em ha. 50m mình mới tập bay mà. Mình cho em bay 50m và mình sẽ cho em nó đi khoảng chừng 300m thôi. Đi 300m và đùi 300m ha. Rồi bây giờ mình đang tiến tới em nó 300m. Rồi, các anh bạn đã thấy là cái con đường của cái xóm mình đang ở. Hiện tại là cái khu mình đang ở. Rồi, mình sẽ tiến về. Rồi, 300m. Hiện tại bây giờ đi được là 50m. 50m. Hiện tại bây giờ đã đi được là 60. 100m anh em ha. Hiện tại 100m đây. Đang ở 100m thì mình thấy là cái khung cảnh ở đây là những cái nhà lưới. Rồi, lô cao su. Rồi, ta bay thêm... hiện tại là 150m thì thấy được những ngôi nhà của khu xóm mình, và xa xa là các anh thấy, bạn thấy là ngôi đỏ đỏ mà, khoảng đất trống đó mà có cái máy ngoái đỏ đó, là ngôi trường thân thương của mình đang dạy đó. Mà một số anh em hỏi là dạy trường nào thì mình cũng xin thông báo là mình dạy ở trường tiểu học An Bình B ha, ở huyện xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Các bạn cứ vào kênh thầy Vương Sport. Rồi, phía xa thì bạn thấy là ngôi trường tình yêu của mình. Nhưng mà vì lý do là buổi chiều hôm nay trời chuyển mưa, mưa rất là lớn. Chuyển mưa rất là lớn, gió rất là lớn. Mình không dám bay xa nữa, vì mình mới tập mà. Mình bay xa quá mình sợ nó sẽ bay luôn cái cây cam của mình. Bữa trước là bay mất một con rồi. Bây giờ mình không dám mạo hiểm để bay luôn con này nữa. Thì con này cái số tiền nó cũng hơi nhiều. Mình không dám mạo hiểm. Rồi, bạn thấy là cái máy đỏ lớn lớn đó là trường mình dạy á, cách nhà mình khoảng là 600m đường chim bay. Thì mình bay lên được là 300m và mình đã thấy cái ngôi trường của mình. Thôi bây giờ thì mình cho em nó quay đầu ha. Rồi, các anh nhìn ngắm cái ngôi trường mình. Nếu mà ngày mai thuận lợi, mưa gió thuận lợi, thời tiết thuận lợi, mình sẽ cho mấy bạn xem một lần nữa. Thôi bây giờ mình xin phép bay về lại nhà mình. Rồi, mình quay đầu. Thì mình vẫn quay đầu. Và mình quay xung quanh sơ sơ ha. Rồi, cho em quay đầu. Các bạn nhìn ngắm kỹ giùm em ha. Rồi, mình cho nó quay đầu. Rồi, quay đầu. Rồi, phía xa xa đây là các bạn thấy là của khuôn cảnh của ngôi làng thân thương của mình. Đó, phía trên nhìn xuống đây là các bạn thấy những ngôi nhà trắng đó là không phải đâu. Đó là những người ta trồng dưa lưới đó. Ngôi nhà kính để trồng dưa lưới. Còn những mảng xanh, đó là những lô cao su. Rồi, phía nhà nhiều nhiều đó là đường DT741. Và các bạn thấy phía... xa xa đó là trường mầm non Hòa My. Rồi, các bạn thấy. Rồi, các bạn ra gần tí một miếng luôn ha. Tại vì từ nhà mình ra DT741 thì cũng cỡ 600m. Nhưng mình gió rất là lớn, mình không dám bay ra xa. Mình chỉ bay tạm tạm cho các bạn xem, test sơ các bạn xem thôi. Truyền tín hiệu dữ liệu và hình ảnh rất là tốt. Rồi, các bạn xem một lần ha. Đó, xem kỹ khúc này cho mình. Những chiếc xe chạy phía bên dưới mình đều nhìn thấy rõ. Theo như mình đánh giá thì con Mini S Mini 2 SE này á là rất là tốt trong cái tầm giá mà 11 triệu, 12 triệu đô lại, thì mình thấy là rất là tốt cho những người mới tập chơi như mình. Rồi, các bạn nhìn thấy nè, bây giờ mình quay cái cảnh gia đình trên cao, từ trên cao là cái ngôi nhà của mình đang ở. Rồi, đợi xíu bạn thấy à, mình sẽ chạy tới. Rồi, rồi đây. Đây là ngôi nhà của mình đang ở. Có ba ngôi nhà liền kề ha. Thì bạn thấy là đây ngôi nhà mới đang ở. Rồi, mình sẽ cho lấy cam hạ độ cao dần và quay về nơi xuất phát, vì hiện tại gió mình sợ sẽ đi luôn ha anh em ha. Xin lỗi anh em, thì test lần sau mình sẽ test kỹ hơn. Và rồi, bây giờ mình sẽ cho nó quay về đi. Gió quá, trời chuyển mưa rất là lớn nữa, anh em thông cảm ha. Rồi, anh em thấy mình ở dưới nào. Rồi, thấy mình đang ngồi đây anh em thấy ha. Rồi, thấy mình đang ngồi điều khiển ở đây.
Rồi, xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những cái clip test lần sau. Chúc anh em xem kênh YouTube của